chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình 100 nội version phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Như thường lệ, chương trình ngày hôm nay sẽ cùng quý khán giả cập nhật những thông tin thời trang mới nhất, đến với câu chuyện về áo vest cho phái đẹp và cuối cùng là những gợi ý để có set đồ đẹp với áo vest. Vài năm trở lại đây, ngành thời trang nước nhà nói chung và làng mẫu Việt nói riêng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng người mẫu. Một trong những điểm sáng cần kể tới đó là sự xuất hiện ngày càng nhiều và thường xuyên của người mẫu Việt tại các kinh đô thời trang lớn trên các sàn diễn danh tiếng trên thế giới. Có thể kể đến những cái tên như Hoàng Thùy, Kha Mỹ Vân, Trang Khiếu, Lê Thúy, Tuyết Lan. Mới đây nhất, Trang Khiếu đã được mời tham dự show diễn của Adidas và Lê Thúy tự tin sải bước trong show diễn của Lucio Vanotti. Kể từ khi ngành công nghiệp thời trang ra đời, người mẫu đã xuất hiện, luôn song hành và phát triển cùng mẫu thiết kế của các nhà tạo mẫu. Ở Việt Nam, người mẫu đã phát triển như thế nào? Người mẫu xưa và nay khác nhau ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong phóng sự ngay sau đây. Người mẫu ra đời vào năm 1852. Khi đó, người mẫu đầu tiên là Mary Vanderburg, trình diễn trang phục của nhà thiết kế, đồng thời là chồng của bà, Charles Frederick Work. Tuy nhiên, vào thời điểm này, đó chỉ đơn giản là người mặc đồ mẫu và nghề này chưa được xã hội công nhận. Phải đến năm 1924, người mẫu mới có sự công nhận chính thức. Ở Việt Nam, chưa xác định được nghề người mẫu ra đời từ khi nào. Nhưng trong sưu tập những bưu ảnh về Hà Nội phát hành đầu thế kỷ 20, có một khuôn mặt xuất hiện trên nhiều mẫu khác nhau. Người ta tạm gọi người phụ nữ này là người mẫu. Bà sở hữu vẻ đẹp ấn tượng, gợi liên tưởng đến chuẩn mực khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang của Thúy Kiều. Nghề người mẫu chính thức được công nhận từ thập niên 1980 ở nước ta, khi kinh tế thị trường hình thành trở lại cùng với làn sóng đầu tư nước ngoài, đã hình thành một cách tự phát những người mẫu lứa đầu tiên nhằm đáp ứng nhu cầu quảng cáo, tiếp thị. Cho đến nay, nghề này ngày càng phát triển và có nhiều thay đổi, cả về tiêu chuẩn lẫn vẻ đẹp ngoại hình. Theo chia sẻ của những người mẫu cư cựu trong làng mẫu Việt, giới trẻ hiện có được may mắn hơn thế hệ trước rất nhiều bởi họ có người quản lý và có nhiều sân chơi dành cho họ hơn. Có một cái mà mình cứ cảm nhận rằng là mặc dù là chiều cao thì cao lên, nhưng mà cái tình yêu với nghề và cái sự tâm huyết với nghề thì nó lại không được như chúng tôi ngày xưa. Có thể là ngày xưa chúng tôi phải rất là vất vả và phải tự để học hỏi, để làm mọi thứ để chúng tôi đến được với nghề. Thì bây giờ các bạn đi đến với nghề khá là dễ dàng vì hiện nay có rất là nhiều các cuộc thi và rất nhiều cơ hội để các bạn có thể đến được với nghề. Tuy nhiên là để theo được nghề lâu dài thì đấy lại là một cái bài toán rất là khác. Bởi vì cũng có những bạn chỉ theo với nghề 3 năm, 4 năm là các bạn đã nghỉ. Để tính đến thời điểm này là những bạn người mẫu có thể theo nghề được trên 10 năm thì không có nhiều. Theo thống kê của Hội Người Mẫu Việt Nam, nghề người mẫu hiện là một trong những nghề thu hút sự quan tâm đông đảo nhất của người trẻ vì tính chất năng động, sáng tạo và hào quang mà công việc này đem lại. Nhiều bạn trẻ đến với nghề bởi hào quang hay vì thu nhập. Có bạn lại tìm đến nghề để được mặc trang phục của nhà thiết kế họ yêu thích và cũng có bạn muốn rèn luyện sự tự tin qua những bước đi trên sàn chữ T. Đơn giản là em là người như kiểu là không được hay tự tin ấy, nên là khi cảm giác khi được bước lên sàn catwalk thì cảm giác mình được tự tin hơn. Đầu tiên thì cũng là theo vì lòng đam mê ấy. Sau rồi dần dần nghề mẫu thì cũng cho mình mức thu nhập ổn định ấy, thì mình cứ theo dần. Người ta sẽ có cơ hội, người ta sẽ tiếp xúc với nhiều người hơn, đến với nhiều công việc hơn, đến với nhiều tầng lớp xã hội hơn và người ta sẽ có cơ hội để người ta có thể mở rộng cuộc sống của người ta hơn. Thì đó là một trong những cái điều mà các bạn người mẫu, nhất là các bạn trẻ bây giờ, các bạn đều mong muốn hướng đến. Không thể phủ nhận, ngày càng có nhiều sân chơi dành cho các bạn người mẫu, từ các cuộc thi đến show thời trang, nhưng không phải ai cũng có thể dành toàn bộ thời gian cho nghề, bởi bản thân tính chất nghề đã không phải full time. Hầu hết các người mẫu trẻ hiện nay đều chỉ theo nghề dưới dạng part-time hay coi đó là nghề tay trái. Thời gian còn lại dành cho việc học tập hoặc đi làm. Nghề người mẫu này đâu phải là lúc nào mình đi làm, mình có thời gian dư. Khi tham gia cái nghề người mẫu này thì nó cũng có gặp nhiều trắc trở về việc học
mấy cả việc người mẫu đi đôi với nhau thì em thường hay chọn việc học hơn, và người mẫu thì kiểu là làm đam mê sở thích của mình ạ, nên là em vẫn theo đuổi nghề người mẫu. Bên cạnh đó, không ít bạn trẻ ngày nay chú trọng tìm việc làm người mẫu và dùng hết sức mình để bước chân vào con đường nghệ thuật này. Đến với nghề, không ít khó khăn phải đối mặt, từ việc trang trải cuộc sống đến các thử thách để có thể tỏa sáng, từ những ngày chập chững vào nghề đến khi có kinh nghiệm trên sàn diễn. Một tuần các bạn ấy có thể chỉ diễn một show thôi, nhưng mà thời gian còn lại thì các bạn phải rèn luyện bản thân, đúng không ạ? Các bạn ấy phải chăm tập thể dục, các bạn ấy phải giữ gìn sắc đẹp, các bạn ấy phải học hỏi thêm rất là nhiều thứ. Và các bạn ấy mong muốn là tìm kiếm thêm những cơ hội qua những cái show diễn, hay tìm kiếm thêm những cơ hội qua những cuộc thi của các bạn. Và tại sao có những người thành công? Bởi vì là họ yêu nghề thực sự, họ đam mê với nghề thực sự và họ tự đầu tư cho bản thân họ. Con đường trở thành người mẫu không bằng phẳng như nhiều người lầm tưởng. Muốn thành công với nghề, các bạn trẻ phải nỗ lực và dành thật nhiều tâm huyết cho con đường mình lựa chọn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Ngày 23 tháng 1 vừa qua, tại Los Angeles, nước Mỹ đã diễn ra buổi triển lãm mang tên Mini Mouse Rock the Dog với hình ảnh trung tâm là cô chuột mini. Nhân vật mang tính biểu tượng của hãng Disney mặc chiếc váy đặc biệt do nhà thiết kế người Mỹ Christian Siano thiết kế với điểm nhấn là những chiếc nơ và họa tiết chấm bi. Triển lãm được tổ chức nhằm phô diễn sức ảnh hưởng của hình ảnh nàng chuột mini đối với làng thời trang trong suốt nhiều thập kỷ qua kể từ khi nhân vật này ra đời vào những năm 1920. Thời tiết ở thủ đô Berlin bút giá với nền nhiệt độ âm 10 độ C, nhưng điều đó cũng không ngăn cản những người yêu thời trang tới thành phố này để chiêm ngưỡng những bộ trang phục mới tại tuần lễ thời trang Berlin năm 2016. Tại đây, nhà thiết kế trưởng Karin Fay của nhãn hiệu thời trang McCain cũng đã cho ra mắt bộ sưu tập mới nhất với chất liệu vải mềm tại tuần lễ thời trang Berlin năm 2016. Đặc biệt, xuất hiện trên hàng ghế khán giả là siêu mẫu người Nga Irina Seitz. Trên sàn catwalk, những người mẫu khoác lên mình những chiếc áo lông nhẹ nhàng và màu nữ tính như màu hồng, hay đôi khi điểm vào đó là các họa tiết hoa và đỏ tươi làm nổi bật lên bộ sưu tập. Tuần lễ thời trang Berlin được diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 1 năm 2016. Sau London và Milan, tuần qua, mọi ánh nhìn của giới mộ điệu thời trang đều hướng về kinh đô ánh sáng để chiêm ngưỡng những bộ sưu tập mới nhất tại tuần lễ thời trang Nam Paris Thu Đông năm 2016, diễn ra từ ngày 20 tháng 1 với sự mở màn của Lucien Pellat Finesse và khép lại vào ngày 24 tháng 1 bằng show diễn của Yves Saint Laurent. Tuần lễ thời trang dành cho nam giới tại Paris mùa này hầu như không có nhiều thay đổi lớn. Mùa này, sự vắng bóng của thương hiệu Hàn Quốc Julius và Junji được thay thế bằng ba thương hiệu mới Christian Dada, Nhật Bản, Evoque, Pháp và OAMC, Overall Master Cloth. Bên cạnh áo sơ mi và quần Âu, áo vest được coi là trang phục không thể thiếu của các cô nàng công sở bởi nó mang đến vẻ đẹp lịch sự, sang trọng mà không kém phần duyên dáng. Một fashion story ngày hôm nay sẽ cùng quý vị đến với câu chuyện của những chiếc áo vest. Với giới công sở, áo vest thường được yêu thích trong mọi mùa thời trang. Nó tạo cho người mặc một vẻ ngoài nghiêm túc nhưng vẫn thanh lịch và thời trang. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học người Anh, vest giúp phụ nữ tự tin, linh hoạt, chuyên nghiệp và tạo được ấn tượng tốt đối với đồng nghiệp cũng như đối tác. Ra đời từ những năm 1660, dưới thời vua Charles đệ nhị, Vương quốc Anh, trong cuộc cách mạng về phong cách ăn mặc chuẩn cho nam giới, áo vest đáp ứng nhu cầu về sự thoải mái trong phong trào cách tân quần áo, đơn giản hóa trang phục và cũng được nữ giới yêu thích. Tuy nhiên, mãi đến giữa thế kỷ 19 mới xuất hiện những kiểu vest theo phong cách hiện đại. Xuyên suốt chiều dài lịch sử phát triển thời trang thế giới, Yves Saint Laurent và Coco Chanel được coi là những nhà thiết kế thời trang quan trọng nhất của thế kỷ 20 bởi họ đã thay đổi cuộc sống của phụ nữ trên toàn thế giới. Chanel gửi tự do đến cho những người phụ nữ, còn Yves Saint Laurent lại cho họ sức mạnh. Những năm 1920, phụ nữ vứt bỏ các kiểu áo corset gò bó, chuyển sang những trang phục khỏe khoắn hơn.
Khi ấy, Coco Chanel thiết kế bộ vest váy đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc cách mạng thời trang và Marilyn Dietrich đã giúp trào lưu ấy phổ biến rộng rãi. Tiếp đến là những chiếc áo vest đơn giản với các đường cắt nam tính. Năm 1925, mẫu áo vest đứng bằng vải tissue của bà làm nổ tung cuộc cách mạng giải phóng cơ thể, là món đồ không bao giờ lỗi mốt cho tới tận ngày nay. Đặc biệt, chiếc áo không hề cản trở hoạt động của người mặc. Lấy ý tưởng từ áo vest của đàn ông, nhưng Chanel biến mẫu áo cứng nhắc và không tiện lợi thành chiếc áo khoác mềm mại dành cho phụ nữ, đồng thời không hề cản trở hoạt động của người mặc. Năm 1942, Catherine Hepburn cũng tạo dấu ấn với bộ sui váy với phần vải mạnh mẽ. Bộ vest trắng thanh lịch mà Yves Saint Laurent thiết kế riêng cho đám cưới của Bianca Jagger càng làm tăng sức ảnh hưởng của phong cách thời trang này. Năm 1954, huyền thoại thời trang Coco Chanel lần đầu tiên tung ra mẫu áo với thiết kế đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, có tên gọi Little Black Jacket. Chiếc áo vest dáng cardigan thiết kế nhỏ nhắn, vạt vuông với những đường viền may ở gấu nhanh chóng trở thành trang phục ưa thích của những phụ nữ thuộc giới thượng lưu và cũng trở thành biểu tượng của sự thanh lịch. Trải qua nhiều năm, chiếc áo đã có nhiều thay đổi qua tay các nhà thiết kế của hãng nhưng tinh thần của mẫu áo ban đầu vẫn không hề thay đổi. Trong lịch sử ngành công nghiệp thời trang, sự ra đời của smoking là một cuộc cách mạng mà Yves Saint Laurent trao vào người phụ nữ quyền tự do và bình đẳng. Đây là bộ sưu tập với các trang phục tuxedo nam giới dành cho phụ nữ. Ra đời vào cuối những năm 1960, chúng mang đến cho người mặc một nét phóng khoáng đầy tươi mới và tôn vinh sự nữ quyền cho người phụ nữ. Cũng chính bởi giá trị này mà cho đến nay, sau hàng chục năm tồn tại, smoking vẫn luôn là trang phục được thời trang đương đại tìm đến. Từ mùa mốt xuân hè cho đến thu đông, từ chấm xuân cho đến tiền thu, từ những cái tên rất mới cho đến những nhân vật lão làng trong giới thời trang, smoking là một giá trị, một thứ trang phục đã vượt qua ranh giới một trang phục thông thường để làm cảm hứng cho những thiết kế của họ. Để đáp ứng nhu cầu về thời trang ngày càng cao của phái đẹp, kiểu dáng áo vest được các nhà thiết kế liên tục tìm tòi và đưa ra những mẫu mã mới. Những năm trở lại đây thì là cái phong cách thời trang nó được phát triển hơn ấy, thì là nó đa dạng hóa hơn, phá cách hơn, là kiểu phóng khoáng hơn ấy. Thì cũng có những cái gu người thì vẫn thích body, nhưng mà chủ yếu là cứ đơn giản và thoải mái. Về áo vest thì cơ bản thì đều có một gì đó chung, đa phần là những điểm chung như là cổ hay ve, mấy cả những cái cổ bình thường thì mọi người đều biết. Nhưng mà phụ nữ thì luôn luôn có muốn có gì đó thay đổi hàng năm. Những cái bộ công sở thì bình thường thì mọi người vẫn thường biết đến là những cái mẫu bình thường. Còn những cái bộ mình cũng phải theo thời gian, rồi thì phụ nữ thì lúc nào muốn đổi mới thì luôn luôn có cái gì đó luôn luôn phải đổi khác đi. Vest hiện đại ngày nay được cách điệu khá nhiều, từ kiểu dáng đến chất liệu, thiết kế với đường nét tinh tế, đường cắt lượn, tạo kiểu ở cổ áo, tay áo hay gấu áo sẽ là những điểm nhấn cho áo vest không còn đơn điệu. Năm nay xu hướng của những bộ vest để có thể mặc đến công sở là những bộ vest cách điệu, có thể là những bộ vest lửng dáng suông, không còn là những bộ vest dáng hộp công sở cứng nhắc, mà thay thế vào đó là những dáng vest trẻ mang màu sắc nhẹ nhàng như màu pastel, hoặc là những dáng vest suông mang màu sắc rực rỡ như là vàng chanh, xanh hoặc là đỏ, là sẽ là những sự lựa chọn của các chị em khi mà đến công sở trong mùa tới. Mùa tới thì dáng vest tay lửng sẽ là dáng vest mà được các chị em phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là kiểu dáng vest tay lửng mà có phần tay loe hoa loa kèn thì cũng là mẫu mốt mà được các nhà mốt lừng danh lăng xê. Áo vest không chỉ còn phổ biến trong thời trang công sở mà còn là một xu hướng phù hợp trong nhiều hoàn cảnh, không đơn điệu, cứng nhắc như vest cổ điển. Những chiếc áo vest ngày nay đa dạng về kiểu cách, mang đến vẻ thanh lịch, mềm mại, duyên dáng và luôn hợp mốt.
chúng còn được yêu thích bởi rất dễ kết hợp cùng nhiều loại trang phục như váy liền, sơ mi, chân váy hay cá tính hơn, có thể kết hợp với áo phông và quần jean. Xu hướng tông màu chủ đạo của 2016 thì nó vẫn tiếp nối cái 2015, nghĩa là vẫn là cái tông màu pastel, những cái màu như là xanh ngọc này hay là màu hồng màu đỗ này. Nói chung là những cái màu nó nhạt nhạt thôi. Lần đầu tiên, một bảng màu không phân biệt giới tính được lập ra từ các chuyên gia màu sắc uy tín trên thế giới. Họ đã theo dõi, nghiên cứu và tổng hợp từ các bộ sưu tập của các nhà thiết kế trên toàn cầu, từ thông tin về sở thích cũng như trào lưu về màu sắc thời trang trong năm qua. Theo đó, bảng màu xuân hè năm 2016 sẽ bao gồm những gam nhẹ nhàng, thanh bình, kết hợp với những màu đậm và tươi vui như vàng, đỏ, xanh lá, xám, xanh snorkel và những gam màu pastel. Chất liệu thì năm nay xu hướng của chất liệu vest trong mùa tới vẫn là những chất liệu mềm, mỏng, dễ lên form. Chất liệu tweed của nhà mốt Chanel lừng danh cũng sẽ là chất liệu mà các chị em ưa thích. Chất liệu lạ như gấm hay là dạ mỏng, là thô chun, đã là những cái chất liệu mà nó lạ lạ một tí và có khả năng cử động cao, các bạn năng động mà. Trong tiết trời ấm áp của mùa xuân, chị em có thể kết hợp với áo vest mỏng, tay lỡ mang màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng hoặc áo vest lừng với quần Âu, váy liền hoặc chân váy đều rất phù hợp. Trang phục là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên hứng khởi cho một tuần làm việc mới. Và một gợi ý dành cho cô nàng công sở đầu tuần, đó là chiếc áo vest thanh lịch. Không thể phủ nhận, một trong những ưu điểm của áo vest là rất dễ kết hợp trang phục. Tuy nhiên, có một số điểm chị em cần lưu ý để có một set đồ đẹp với áo vest. Trang phục phù hợp với môi trường công sở, bạn có thể kết hợp áo vest với chân váy, quần Âu, quần jean hay váy liền thân đều đẹp. Nàng công sở hãy tự tin khoác chiếc áo vest hiện đại, thanh lịch mà không kém phần hấp dẫn. Với những mẫu áo vest mới nhất dưới đây, mùa mốt xuân hè 2016, áo vest lừng vẫn được coi là hot item. Với những chiếc áo lửng với màu sắc tươi sáng như thế này thì chúng ta có thể kết hợp dễ dàng với cả một chiếc đầm xòe, hoặc năng động hơn, các chị em có thể kết hợp với cả một chiếc quần Âu dáng lửng ôm. Chiếc áo lửng như thế này sẽ phù hợp với những chân váy xòe dáng ngắn. Với các chị em công sở có dáng người nhỏ nhắn thì hãy ưu tiên lựa chọn những mẫu áo vest lửng như thế này hoặc là như thế này, thì sẽ tôn được vóc dáng nhỏ nhắn mà không khiến cho các chị em bị bé quá. Với các chị em có vóc dáng hơi mập một chút thì có thể ưu tiên những mẫu vest suông để che bớt đi phần nào khuyết điểm của vòng 2 hoặc là vòng 3 mà vẫn mang đến sự trẻ trung và năng động. Năm nay xu hướng những màu sắc tươi tắn vẫn là xu hướng màu sắc chủ đạo, nhưng màu sắc này thì sẽ hợp với cả những chị em có làn da trắng sáng, còn những chị em có làn da hơi ngăm hoặc tối màu một chút thì có thể ưu tiên lựa chọn những gam màu như đỏ đun hoặc là xanh coban. Lưu ý cần thiết khi mà các chị em muốn sử dụng áo vest là bạn nên kết hợp càng tối giản ít màu sắc càng tốt, kết hợp mà chỉ nên lựa chọn màu sắc chủ đạo và màu sắc chính trên làm điểm nhấn trên bộ bạn trang phục. Đừng nên lè lè quá sẽ khiến cho bộ trang phục đi làm của bạn sẽ không được chuyên nghiệp. Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Một trang nội fashion tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vitv.vn hoặc cập nhật thông tin và góp ý cho chương trình qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.